Thưa quý vị, sáng nay ngày 31 tháng 10 tại nhà Quốc hội, Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Thanh tra Chính phủ và bộ ngành địa phương đã triển khai gần 50.000 cuộc thanh tra kiểm tra về thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại hơn 73.200 đơn vị. Qua đó phát hiện vi phạm về kinh tế trên 150.100 tỷ đồng với 63.200 ha đất, kiến nghị thu hồi gần 71.800 tỷ, hơn 31.200 ha đất. Đặc biệt là lĩnh vực đầu tư công được cho là gây ra thất thoát, lãng phí thuộc nhóm hàng đầu. Đại biểu Trần Quang Minh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình bày tỏ sự tán thành cao đối với báo cáo của đoàn giám sát, cho đây là giám sát tối cao thực hiện chính sách pháp luật và thực hành tiết kiệm chống lãng phí tương đối tổng thể quy mô đối với lĩnh vực công. Những đại án trong những năm qua cho thấy những thất thoát quá lớn, 3.085 dự án sử dụng vốn nhà nước có thất thoát, lãng phí, hơn 74.000 ha đất sử dụng sai mục đích, bỏ hoang hóa, vi phạm pháp luật. Đại biểu đánh giá, ngoài việc liên quan đến tham nhũng thì vẫn không loại trừ nhận thức, ý thức, trách nhiệm, lương tâm và trình độ năng lực yếu kém của cán bộ lãnh đạo khi đưa ra những quyết định không phù hợp, gây ra lãng phí nặng nề, tổn hại khôn lường. Lấy ví dụ về Nghị định 67 về đóng tàu cá vươn khơi, bám biển, đại biểu nêu lên thực trạng chính sách, đầu voi, đuôi chuột, gây ra tình trạng lãng phí rất lớn. Tôi bày tỏ sự tán thành cao. Đây là một chính sách nhân văn mang ý nghĩa lớn về mặt kinh tế, bảo vệ chủ quyền biển đảo đối với ngư dân các tỉnh duyên hải miền Trung. Nhưng khi triển khai thực tế gặp rất nhiều khó khăn, bất cập từ nhiều khâu dẫn đến thua lỗ kéo dài. Hiện nay các ngân hàng thương mại đã tiến hành thanh lý các tàu với giá rất thấp, chỉ bằng 10% giá trị ban đầu. Nhiều ngư dân đã trở thành con nợ sau vài chuyến biển. Điều đáng nói ở đây là sự lãng phí xảy ra khi chính sách chưa tới nơi. Trong thực thi chính sách, tình trạng đầu voi đuôi chuột thường dẫn đến sự lãng phí và không chỉ thế còn đem lại sự khó khăn, khó xử cho rất nhiều người. Để khắc phục tình trạng thiếu đồng bộ giữa chính sách và nguồn lực, đại biểu đề nghị nếu chính sách không khả thi thì cũng cần dũng cảm, không bắt đầu. Còn nếu bắt đầu thì phải cho triển khai tới nơi, tới chốn để đẩy nhanh tiến độ, ban hành các văn bản hướng dẫn, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong triển khai thực hiện chính sách. Có như thế mới hạn chế được sự lãng phí. Bày tỏ băn khoăn hiện tượng lãng phí trong lĩnh vực công nhiều hơn và trầm trọng hơn khu vực tư, đại biểu Nguyễn Việt Nga, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương đánh giá một nguyên nhân căn bản khiến cho việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí còn nhiều hạn chế, đó là do ý thức của cá nhân chỉ chú trọng đến những lợi ích của bản thân, không vì cái chung, không vì tập thể. Việc tiết kiệm chống lãng phí trong khu vực công đòi hỏi con người phải đặt lợi ích cộng đồng, của tập thể, của quốc gia lên trên lợi ích cá nhân. Tôi hoàn toàn nhất trí. Khi chú trọng giáo dục lối sống văn hóa văn minh chính là cái gốc của việc chống lãng phí, và đặc biệt là trong khu vực công, phải làm sao cho tiết kiệm chống lãng phí không chỉ là việc thực thi những quy định của pháp luật mà nó phải trở thành lối sống của mỗi cá nhân, và đây mới là gốc rễ sâu xa nhất của vấn đề. Nếu không, dù hệ thống pháp luật về tiết kiệm chống lãng phí có đồng bộ chặt chẽ đến đâu mà tiết kiệm chưa trở thành lối sống, thành phẩm chất của mỗi cá nhân thì chừng đó việc chấp hành vẫn chỉ mang tính chất đối phó và vẫn còn rất nhiều vi phạm. Các đại biểu cũng kiến nghị cần làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước. Với nhiều đổi mới trong cách thức triển khai, chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội đã tạo ra chuyển biến tích cực ngay trong quá trình giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Đúng như là phương châm Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã từng nhấn mạnh, giám sát phải trên tinh thần hết sức xây dựng, giữa xây và chống thì xây vẫn là căn bản. Nhiều đại biểu cho rằng kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 đã chỉ rõ được nhiều tồn tại hạn chế trong tiết kiệm chống lãng phí. Bên cạnh việc tập trung trong phòng chống lãng phí đối với những hành vi vi phạm, đại biểu Lê Minh Nam, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đề nghị cần tập trung vào những lĩnh vực là điểm mờ trong quản lý. Bày tỏ băn khoăn với thực trạng một số tiêu chuẩn định mức chế độ đã lạc hậu từ lâu, không còn phù hợp với thực tiễn nhưng chưa được sửa đổi, đại biểu này cũng đề nghị ngoài việc xác định cụ thể những tồn tại hạn chế trong ban hành chính sách pháp luật, định mức tiêu chuẩn chế độ thì phải lượng hóa định mức tiêu cụ thể, giá trị khối lượng, địa chỉ những hạn chế tồn tại bằng cách chỉ tận tay, say tận mặt, khắc phục được tình trạng nêu chung chung. Đặt thực hành tiết kiệm chống lãng phí để xem xét một cách đồng bộ, toàn diện, tổng thể trong cả ngắn hạn, dài hạn và trong từng hoàn cảnh cụ thể. Trong nhiều trường hợp không phải cứ tiêu nhiều tiền là không tiết kiệm hay là lãng phí, mà quan trọng là kết quả đạt được như thế nào.
cũng không phải cứ làm nhiều là hiệu quả, vì nếu chúng ta làm cả những việc không có ích, không tích cực hoặc là chồng chéo thì còn là nguyên nhân gây lãng phí. Báo cáo giám sát cho thấy công tác tham mưu ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, chưa đầy đủ, thiếu chặt chẽ, có trường hợp còn sơ hở, dẫn đến lãng phí, thất thoát, chưa khắc phục triệt để tình trạng chậm, chưa đầy đủ, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết, đặc biệt chưa kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc sửa đổi không đầy đủ, một số văn bản có nội dung chồng chéo, chưa thống nhất, khó khăn trong quá trình thực hiện. Đại biểu Sư Hương, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai cho rằng, báo cáo giám sát đã đặt hoạt động lập pháp vào khối lượng hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật rất lớn và đặt chính phủ vào việc tổ chức thực hiện pháp luật hiệu quả hơn thời gian tới. Để việc thực hiện chính sách tiết kiệm chống lãng phí trở thành thói quen của cán bộ công chức, đại biểu này cho rằng đẩy mạnh giáo dục pháp luật trong đào tạo tùy từng chương trình mà xây dựng một cách hợp lý. Bên cạnh đó cần xem xét trách nhiệm của cơ quan chủ quản trong hoàn thiện pháp luật. Trong báo cáo đã phản ánh rất rõ, nhiều lĩnh vực, nhiều nội dung sai phạm là do văn bản pháp luật chưa hoàn thiện hoặc chưa đồng bộ. Theo tôi, đã đến lúc cần xem xét trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan chủ quản dưới cấp độ chưa làm tốt vai trò hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật trong lĩnh vực ngành mình quản lý. Một số ý kiến cho rằng Hội đồng Nhân dân cần nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả trong hoạt động giám sát ở địa phương, kiến nghị các giải pháp cũng như vướng mắc trong thực hiện pháp luật trên địa bàn, qua đó góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật. Thưa quý vị, tối qua tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình Hồ Chí Minh – Hành trình khát vọng 2022, tôn vinh các tập thể cá nhân điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tới dự có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Chương trình Hồ Chí Minh Hành trình khát vọng 2022 đã tôn vinh 24 cá nhân và 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Những tập thể cá nhân này là những chi bộ, đảng bộ và gương lãnh đạo cán bộ công chức lực lượng vũ trang, bác sĩ, giáo viên, doanh nhân, chức sắc tôn giáo đã cống hiến đổi mới sáng tạo tiêu biểu, đem lại những giá trị nêu gương to lớn có sức lan tỏa trong xã hội. Có những cá nhân đã từng gặp Bác Hồ, từ đó trở thành động lực để suốt đời phấn đấu, khuyến học, khuyến tài vì cộng đồng. Tại chương trình, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao quà lưu niệm, biểu trưng tôn vinh các điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước biểu dương các tập thể cá nhân điển hình tiêu biểu và mong rằng các đồng chí tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa, nhân lên những điều tốt đẹp để cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp, xây dựng và phát triển đất nước, lan tỏa và góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thấm sâu, thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong đời sống xã hội. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12 về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, kết luận số 21 ngày 25 tháng 10 năm 2021 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa 13 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Trong phần tin tiếp theo, bão số 7 tiến vào vịnh Bắc Bộ có xu hướng mạnh lên. 10 tháng cả nước xuất siêu 9,4 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ sáng nay, bão số 7 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10, tương đương từ 89 đến 102 km/h, giật cấp 12. Dự báo diễn biến bão trong 24 đến 48 giờ tới, bão số 7 có xu hướng mạnh dần lên. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, cường độ mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông, sóng biển cao từ 6 đến 8 mét, vùng gần tâm bão từ 9 đến 11 mét. Tổng cục Thống kê cho biết
là trong tháng 10 thì tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 58,27 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 616,24 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 15,9%, nhập khẩu tăng 12,2%. Về thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa 10 tháng, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 93,4 tỷ đô la Mỹ, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 100,7 tỷ đô la Mỹ. Để thúc đẩy xuất khẩu, Bộ Công Thương cho biết những tháng cuối năm sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tìm kiếm nguồn cung nguyên vật liệu thay thế với giá cả phù hợp để bảo đảm nguyên liệu, vật liệu, phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng, chuẩn bị cho mùa mua sắm cuối năm, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp khai thác tốt các FTA đã ký để tăng tốc sản xuất, xuất khẩu. Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong 10 tháng năm 2022, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài trong 10 tháng đầu năm đạt hơn 22,46 tỷ đô la Mỹ, giảm gần 5,4% so với cùng kỳ năm 2021, song tăng 9,9 điểm phần trăm so với tháng 9. Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt 12,9 tỷ đô la Mỹ, chiếm 57,5% tổng vốn đầu tư đăng ký. Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư hơn 3,87 tỷ đô la Mỹ, chiếm 17,2% tổng vốn đầu tư đăng ký. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, qua 10 tháng của năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản đạt khoảng 82,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 10 tháng xuất khẩu nhóm nông sản chính hơn 18,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,2%, lâm sản chính khoảng 14,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,7%, thủy sản đạt 9,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 32,7%, chăn nuôi 326,9 triệu đô la Mỹ, giảm 8,7%, đầu vào sản xuất gần 2 tỷ đô la Mỹ, tăng 45,3%. Từ đầu năm đến nay có 8 sản phẩm trên nhóm sản phẩm đạt giá trị xuất khẩu trên 2 tỷ đô la Mỹ, gồm cà phê, cao su, gạo, rau quả, hạt điều, tôm, cá tra, sản phẩm gỗ. Nhiều mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu cao hơn cùng kỳ năm ngoái là cà phê, cao su, gạo, hồ tiêu, sắn và các sản phẩm sắn, cá tra, tôm. Tuy nhiên, một số mặt hàng có giá trị xuất khẩu giảm như rau quả, hạt điều, sản phẩm chăn nuôi. Về thị trường xuất khẩu, Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nông sản Việt Nam, đạt hơn 11,4 tỷ đô la Mỹ, tiếp đến là Trung Quốc, Nhật Bản. Số liệu mới nhất cho thấy tổng thu ngân sách nhà nước tháng 10/2022 ước đạt 130.300 tỷ đồng, trong đó thì chiếm tỷ trọng lớn nhất là thu nội địa. Tính lũy kế thu ngân sách nhà nước 10 tháng năm nay ước tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước, chi ngân sách nhà nước ước tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái, bảo đảm nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 và khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh. Tính chung trong 10 tháng thì thu nội địa đạt 103,7% dự toán, thu từ dầu thô bằng 232,4% dự toán năm và từ hoạt động xuất nhập khẩu bằng 118,6% dự toán năm. Kể từ khi triển khai thực hiện luật quản lý thuế số 38, nghị định 126/2020, hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế thực tế đã phát sinh một số vướng mắc gây khó khăn cho người nộp thuế trong thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Và ngày hôm qua 30 tháng 10, Chính phủ đã ban hành nghị định số 91/2022 nhằm tháo gỡ một số vướng mắc về thuế cho doanh nghiệp. Và điểm đáng chú ý là nghị định sửa đổi quy định về tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo Nghị định 126/2020 trước đây, thì tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của 3 quý đầu là từ 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm. Như vậy, đến hôm nay, 31 tháng 10, doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ thuế nêu trên. Điều này gây khó khăn cho doanh nghiệp bởi sau 3 quý đầu, doanh nghiệp chưa thể tính toán được doanh thu cả năm của doanh nghiệp. Để tháo gỡ vướng mắc này, Nghị định 91/2022 của Chính phủ ban hành đã sửa đổi quy định trên. Theo đó, doanh nghiệp sẽ dựa trên cơ sở số thuế thu nhập doanh nghiệp của cả 4 quý, tạm nộp từ 80%, hạn cuối sẽ là ngày 31 tháng 1 năm 2023. Đặc biệt, doanh nghiệp sẽ được áp dụng quy định này trong năm 2021 nếu đến ngày 30 tháng 10 năm 2022, doanh nghiệp đã tạm nộp thuế 3 quý đầu năm 2021 thấp hơn 75% số thuế phải nộp của cả năm 2021. Nghị định có hiệu lực từ ngày 30 tháng 10 năm 2022. Tiếp theo là một số thông tin thị trường giá cả đáng chú ý.
Giá lúa gạo hôm nay ngày 31 tháng 10 tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng đi ngang sau nhiều phiên điều chỉnh tăng trong tuần trước. Hiện giá gạo nguyên liệu ở mức 9.300 đồng 1 kg, giá gạo thành phẩm duy trì ổn định ở mức 9.900 đồng 1 kg. Theo các thương lái, hôm nay nguồn lúa gạo về ổn định, các kho mua nhiều, giá lúa gạo duy trì ở mức cao, thị trường giao dịch sôi động trong phiên đầu tuần. Trên thị trường thế giới, giá chào bán gạo xuất duy trì ổn định so với hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá chào bán gạo xuất khẩu 5% tấm đang ở mức 428 đô la Mỹ một tấn, gạo 25% tấm ở mức 408 đô la Mỹ một tấn. Báo cáo của Tổng cục Thống kê vừa được công bố mới đây, trong tháng 10 năm 2022, đã có khoảng 53.500 chiếc ô tô, bao gồm cả xe nhập khẩu và xe sản xuất trong nước được bổ sung cho thị trường ô tô Việt Nam, tăng 11,7% so với tháng 9. Cũng theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, trong tháng 10, ước tính có 14.500 chiếc ô tô nguyên chiếc được nhập khẩu về Việt Nam với tổng giá trị kim ngạch ước đạt 357 triệu đô la Mỹ. Tổng cộng, lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc trong 10 tháng đầu năm 2022 ước đạt 128.996 chiếc với tổng giá trị kim ngạch là 2,971 tỷ đô la Mỹ. Hôm qua, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức khánh thành hai công trình, khu phức hợp phòng thí nghiệm nghiên cứu và tòa nhà công nghệ cao thuộc hợp phần xây dựng cơ sở vật chất của dự án nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ. Việc khánh thành hai công trình khu phức hợp phòng thí nghiệm nghiên cứu và tòa nhà công nghệ cao nhằm nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ thành trường đại học xuất sắc, được quốc tế công nhận trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, môi trường và các lĩnh vực liên quan, có phần phát triển kinh tế xã hội, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, gia tăng giá trị nông nghiệp và thủy sản ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây là dự án vay vốn ODA của chính phủ Nhật Bản, tổng trị giá 105,9 triệu đô la Mỹ. Trong đó có 338 tỷ đồng là vốn đối ứng của Đại học Cần Thơ, thực hiện từ năm 2015 đến năm 2022. Đây là hai công trình có quy mô lớn nhất Trường Đại học Cần Thơ đến thời điểm này, có kiến trúc hiện đại, đánh dấu sự phát triển của Trường Đại học Cần Thơ sẽ trở thành trường đại học xuất sắc, ngang tầm với các trường đại học trong khu vực và trên thế giới. Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành nghị quyết thông qua danh mục công trình dự án cần thu hồi đất và danh mục công trình dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng bổ sung năm 2022 trên địa bàn thành phố. Năm công trình dự án có diện tích thu hồi đất hơn 115 ha, trong đó dự kiến thu hồi bổ sung trong năm 2022 là 60 ha. Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng chấp thuận chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa bổ sung năm 2022 trên địa bàn thành phố đối với 4 công trình dự án với tổng diện tích đất trồng lúa là hơn 5,4 ha. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng vừa phê duyệt danh mục quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố đợt 2 năm 2022 gồm 14 khu đất lớn. Căn cứ danh mục quỹ đất đấu giá, Trung tâm Phát triển Quỹ đất Đà Nẵng sẽ triển khai các thủ tục để đấu giá quyền sử dụng đất trong năm nay và năm 2023. Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng vừa có văn bản hướng dẫn thực hiện mức học phí đối với cơ sở giáo dục công lập năm 2022-2023 trên địa bàn. Mức học phí tất cả các bậc học ở khu vực thành phố Đà Lạt và thành phố Bảo Lộc có mức đóng là 300.000 đồng một tháng. Khu vực nông thôn trừ các xã, thị trấn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi là 100.000 đồng một tháng. Theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, học sinh bậc tiểu học sẽ được miễn học phí, các bậc còn lại được ngân sách hỗ trợ 50% học phí. Nếu học sinh thuộc diện chính sách học tại trường tư thục thì được ngân sách cấp bù theo chế độ được hưởng. Nếu học trường công lập thì ngoài được hỗ trợ 50% vẫn được hưởng chính sách theo quy định. Học phí được thu tối đa 9 tháng một năm học và được thu định kỳ hàng tháng. Nếu người học tự nguyện thì nhà trường có thể thu một lần cho cả kỳ hoặc là cả năm học. Bãi Sậy Sông Đầm là một vùng đầm nước rộng lớn tọa lạc tại xã Tam Thăng và một phần phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, phần bãi sậy với diện tích là 40 ha. Và đây được xem như bức tranh thiên nhiên sinh động giữa lòng đô thị, là điểm du lịch mới thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan. Theo các tài liệu lịch sử, di tích bãi sậy sông Đầm cùng với địa đạo Kỳ Anh là khu căn cứ cách mạng của vùng Đông Tam Kỳ trong những năm tháng kháng chiến. Địa hình tại đây đa phần là lau sậy, tùm, nên trong thời kháng chiến, chỉ những người thông thạo địa hình mới có thể dùng ghe chống sào men theo các lối nhỏ vào bên trong bãi sậy. Do đó mà cái thiệt hại là thì cũng hết sức là ít. Do đó mà cái hoạt động của cơ sở thì cũng nhờ cái bãi sậy này thôi. Chứ cùng ngồi ra là bãi sậy nó không có thì nói chung là cũng không hoạt động được cái gì.
Du khách đến với bãi sậy còn được ngồi trên những chiếc thuyền ba lá, lênh đênh trên mặt nước, len lỏi từng dòng nước để tận hưởng cảnh sắc hữu tình giữa cánh đồng hoa thật rực rỡ. Đặc biệt, đến với bãi sậy sông Đầm, du khách còn được chứng kiến nhiều loài chim về đây trú ngụ và tìm thức ăn. Mới đây, một đàn cò nhạn, loài chim thuộc diện nguy cấp có tên trong danh sách đỏ Việt Nam, với hàng trăm con đã rủ nhau về đây cư trú. Đây được xem là điểm nhấn mới để thu hút khách du lịch. Bản thân tôi thấy thì nơi đây vẫn còn rất là hoang sơ. Nếu chúng ta được đầu tư nhiều hơn nữa, phát triển mạnh hơn nữa như là ở Hội An chẳng hạn, thì có lẽ là khách du lịch sẽ rất đông và người dân địa phương ở đây thì cũng mong muốn như vậy. Đời sống tinh thần cũng được nâng cao mà đời sống vật chất cũng được nâng lên rất nhiều. Trong năm du lịch năm 2022 thì chúng tôi đã tổ chức từng trải nghiệm sông Đầm để cho du khách đến khám phá về sông Đầm. Trong thời gian tới thì chúng tôi đầu tư khôi phục lại bãi sậy sông Đầm, khôi phục lại hệ sinh thái nơi đây để trở thành một điểm đến du lịch. Giờ đây du khách đến với thành phố Tam Kỳ không chỉ tham quan tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng, di tích lịch sử địa đạo Kỳ Anh mà còn có những giây phút hòa mình vào không khí đồng quê, khung cảnh sông nước thơ mộng và nét sinh hoạt của làng chài. Bãi sậy sông Đầm là điểm nhấn mới để thu hút khách du lịch đến tham quan, đồng thời cũng là tín hiệu vui để mở ra cho ngành du lịch Tam Kỳ Quảng Nam trong tương lai. Chuyển sang phần tin quốc tế, Hàn Quốc điều tra toàn diện vụ dẫm đạp ở Itaewon. Australia bỏ phiếu trắng về hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân. Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN lần thứ 27 vừa kết thúc tại Manila, Philippines dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Lao động Philippines. Hội nghị có chủ đề cùng nhau tái định hình thế giới việc làm trong cộng đồng ASEAN thông qua phục hồi và tăng trưởng kỹ thuật số toàn diện và bền vững. Các bộ trưởng lao động ASEAN đã trao đổi quan điểm về những thách thức toàn cầu đang ảnh hưởng đến người lao động và thị trường lao động trong khu vực. Qua đó, nhất trí tiếp tục thúc đẩy công nghệ thông tin, truyền thông và số hóa nhằm cải thiện hệ thống phát triển nguồn nhân lực và tạo ra lực lượng lao động có kỹ năng cao. Hội nghị cũng tán thành tuyên bố ASEAN về chuyển đổi các lợi ích an sinh xã hội cho người lao động di cư trong ASEAN thông qua hướng dẫn ASEAN về tư vấn và xét nghiệm HIV tại nơi làm việc, thành lập Ủy ban Thanh tra Lao động ASEAN và thông qua kế hoạch công tác giai đoạn 2022-2030. Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN lần thứ 28 dự kiến sẽ được tổ chức vào năm 2024 dưới sự chủ trì của Singapore. Thủ tướng Hàn Quốc Han Duk-soo đã đưa ra cam kết sẽ điều tra toàn diện vụ dẫm đạp tại lễ hội Halloween ở Itaewon vừa qua, khiến cho 154 người thiệt mạng. Thời gian tổ chức quốc tang bắt đầu từ ngày 30 tháng 10 đến hết ngày 5 tháng 11. Số người bị thương trong vụ dẫm đạp được xác nhận là 133 người, với 37 người đang bị thương nặng. Trong số 154 nạn nhân tử vong, có 26 người nước ngoài đến từ 15 quốc gia. Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc xác định một công dân Việt Nam sinh năm 2001 thiệt mạng. Lãnh đạo các nước trên thế giới vẫn tiếp tục gửi lời chia buồn tới chính phủ và người dân Hàn Quốc trước thảm kịch đau lòng này. Một bàn tưởng niệm được mở ra ngay gần địa điểm xảy ra thảm kịch dẫm đạp ở khu phố Itaewon, trung tâm thủ đô Seoul, và một địa điểm khác tại quảng trường gần tòa thị chính để người dân đến viếng các nạn nhân thiệt mạng. Thảm kịch dẫm đạp xảy ra đêm 29 tháng 10 khi khoảng 100.000 người đổ xô đến các đường phố ở khu Itaewon để tham gia lễ hội Halloween. Trong khi đó, thì tại Ấn Độ, ít nhất là 91 người đã bị thiệt mạng trong vụ sập cầu cáp treo qua sông Machu thuộc bang Gujarat ở miền Tây. Các hoạt động cứu hộ vẫn đang được khẩn trương tiến hành với sự tham gia của cả 3 quân chủng hải lục không quân. Cây cầu treo bị sập dài 230 mét với gần 100 năm tuổi này là điểm ra ngoại của người dân địa phương và thu hút rất đông du khách vào cuối tuần hoặc các dịp lễ. Cây cầu đã ngừng hoạt động trong 2 năm và mới được thông cầu trở lại ngày 26 tháng 10 vừa qua mà không có giấy chứng nhận. Các nạn nhân thiệt mạng đa phần là phụ nữ và trẻ em. Ngoài 91 người thiệt mạng, vẫn còn khoảng 100 người mất tích. 3 trung đội thuộc lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia, cùng với 5 quân nhân hải quân, 30 quân nhân không quân, 2 đội hình lục quân và 7 nhóm thuộc lữ đoàn cứu hỏa đã đến Mobi cùng với các thiết bị tiên tiến để hỗ trợ công tác cứu hộ. Khu vực này không có kết nối điện và nước sông Machu chảy xiết, nên hoạt động cứu hộ trong đêm qua đã bị hạn chế rất nhiều.
Tổng thống Drupadi Nomu và Thủ tướng Narendra Modi đã ngay lập tức gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, hỗ trợ 2.400 đô la cho thân nhân của mỗi người thiệt mạng và 600 đô la cho mỗi người bị thương. Lần đầu tiên trong 5 năm qua, Australia đã bỏ phiếu trắng đối với Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân của Liên Hợp Quốc, đồng nghĩa với việc là Australia đã chính thức chấm dứt 5 năm phản đối Hiệp ước này. Việc chuyển từ phiếu chống sang phiếu trắng được coi là một bước thay đổi chiến lược trong nhận thức và quyết tâm của Australia hướng tới một thế giới không còn vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, nước này đang thúc đẩy triển khai dự án tàu ngầm hạt nhân theo thỏa thuận AUKUS. Trước đây, cũng như Mỹ, Anh, Nga, Trung Quốc và Ấn Độ, Australia bỏ phiếu chống với Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân của Liên Hợp Quốc nhằm hướng tới tham vọng sở hữu và kiểm soát được sức mạnh hạt nhân trong tương lai. Thủ tướng Anthony Albanese cũng đã nhiều lần thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với hiệp ước này. Chiến dịch quốc tế về bãi bỏ vũ khí hạt nhân đã hoan nghênh động thái này của chính phủ Australia. Chính trường Mỹ đang nóng lên khi mà chỉ còn hơn một tuần nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ và cuộc bầu lại hàng loạt vị trí thống đốc các bang và lãnh đạo chính quyền địa phương. Theo khảo sát, thì khoảng 50% người Mỹ cho rằng lạm phát và kinh tế là những vấn đề quan trọng nhất chi phối lá phiếu bầu của họ. 26% người được hỏi coi sức khỏe nền kinh tế Mỹ là vấn đề họ quan tâm nhất khi bỏ phiếu, trong khi 23% chọn lạm phát. Chia theo đảng, 75% người đảng Cộng Hòa quan tâm đến hai vấn đề này, trong khi tỷ lệ này trong số những người theo đảng Dân Chủ là 29%. Nhìn chung, vấn đề kinh tế và lạm phát được cho là khiến các cử tri sẽ nghiêng về ủng hộ đảng Cộng Hòa. Những vấn đề khác được các cử tri quan tâm là quy định hợp pháp hóa việc nạo phá thai, bạo lực súng đạn và biến đổi khí hậu. Hiến pháp Mỹ quy định nhiệm kỳ tổng thống kéo dài 4 năm, hạ nghị sĩ nhiệm kỳ 2 năm, thượng nghị sĩ nhiệm kỳ 6 năm. Do đó, cứ mỗi 2 năm vào giữa nhiệm kỳ của tổng thống, cử tri trên khắp cả nước sẽ bầu lại toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện và 1/3 trong số 100 ghế tại Thượng viện. Hiện đã có gần 19,5 triệu cử tri Mỹ đi bỏ phiếu sớm. Và thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.